Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, những viên đá tự nhiên ẩn chứa vẻ đẹp huyền ảo với hình thù và màu sắc đa dạng. Đá quý không chỉ có màu sắc độc đáo mà giá trị cũng vô cùng đắt đỏ. Do đó, để có thể sở hữu được một viên đá quý đối với nhiều người, đó là một cơ may hiếm có để đổi đời, đổi vận. Và cũng có nhiều câu chuyện oái oăm đã xảy ra. Mới đây, vụ việc chị chồng đến công an tố em dâu vì đã chiếm đoạt hai viên đá bí ẩn trong bụng cá rún trị giá 20 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về đá quý hay là đá quỷ ám khi đã khiến tỉnh thân dạn đứt. Sáng ngày 11 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận, công an xã này đã tiếp nhận nội dung trình báo của bà LTNT, 49 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Phong Điền, tố em dâu chiếm đoạt hai viên đá màu hồng được lấy ra từ bụng cá rún. Công an xã đã mời các bên lên làm việc và hòa giải nhưng không thành nên chuyển vụ việc về công an huyện Trần Văn Thời. Viên đá trên là đá gì hay có giá trị như thế nào vẫn chưa xác định được vị này thông tin thêm. Trước đó bà Tê đến công an xã Phong Điền tố em dâu chiếm đoạt hai viên đá màu hồng được lấy từ bụng con cá rún. Theo bà Tê, ngày 7 tháng 9. Em trai bà ở thị trấn Sông Đốc nhờ xe ôm gửi cho gia đình bà một con cá rún. Khi làm cá, ông TVT, 54 tuổi, chồng bà tê phát hiện hai bên bụng cá có hai túi như túi hạch. Sờ thấy cứng nên dùng dao rạch ra xem thì thấy đó là hai viên đá có màu nhợt nhạt, nhưng để một lúc thì chuyển sang màu hồng. Thấy hai viên đá đẹp nên bà tê gọi điện cho em trai lên lấy một viên về làm kỷ niệm. Một lúc sau, em trai bà tê đến lấy viên đá chị cho và mượn viên còn lại để về cho vợ xem tuy nhiên khi mang về nhà người vợ không chịu trả mà cứ lần nữa sau đó báo đã mất dù trước đó người này thừa nhận việc chồng mình có mang về nhà hai viên đá với người thân bà tê thậm chí người em dâu còn thông qua người thân gửi cho bà t đoạn clip quay lại cảnh một người khác lên đồng nói rằng hai viên đá trên không thể tách rời mà để thờ để cứu nhân độ thế thấy em dâu lật lọng bà t và chồng đến trình báo công an xã phong điền Vợ chồng bà T cũng cho biết, theo những lời đồn đoán từ người dân ở thị trấn Sông Đốc, mỗi viên đá trên có trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Theo một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Phong Điền, sau khi bà T trình báo sự việc lên địa phương, xã có mời hai bên lên hòa giải nhưng không thành nên chuyển vụ việc về huyện xử lý. Một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Phong Điền cho hay, hiện không xác định được đó là đá gì, cũng không biết giá trị ra sao, cũng không rõ lời đồn mỗi viên đá 10 tỷ đồng là như thế nào. Trước đó, một người đàn ông ở Mỹ cũng bất ngờ phát tài sau một đêm nhờ vớ được thứ bí ẩn trong bụng con cá mua ở chợ. Người đàn ông này tên là Jerry, 43 tuổi, ở bang Alaska của Mỹ. Trong lúc mang con cá mua ở chợ ra chế biến, anh Jerry nhận thấy ở bụng của nó có vật gì đó rất cứng, giống như là những viên đá mà số lượng không chỉ là một viên. Khi mổ cá ra, bên trong ruột có những viên đá lớn nhỏ Ban đầu anh thấy rất tức giận vì nghĩ rằng đây là chiêu trò của người bán để làm tăng cân nặng cho con cá, nhưng sau khi lấy hết những viên đá ra ngoài và rửa sạch, anh nhận thấy kết cấu của chúng trông rất khác với những viên đá thông thường, nhìn qua thậm chí có phần giống những viên ngọc. Cầm trên tay vài viên đá nhỏ rồi cẩn thận quan sát kỹ, anh thấy màu sắc chúng sáng hơn và còn có độ bóng, tới lúc này anh nghĩ rằng rất có thể đây là những viên đá có giá trị. Vì vậy anh đã liên hệ với một vài người bạn chuyên về lĩnh vực đá quý để thẩm định. Sau nhiều lần thẩm định, những người có chuyên môn xác định đây là đá sapphire chưa được đánh bóng. Đá sapphire là một khoáng vật corundum có độ bền cao cùng chung người anh em là ruby. Ngoại trừ corundum màu đỏ được gọi là ruby, còn lại tất cả những khoáng vật được hình thành từ corundum có màu sắc khác được gọi là sapphire. Hiện trên thị trường đá quý, đá sapphire có giá khủng, vì thế anh Jerry là người rất may mắn khi có được khối tài sản kích dù. Cũng là một trường hợp bỗng dưng đổi đời khác nhờ vào việc thấy những vật thể tưởng bỏ đi, không có giá trị nhưng lại ngỡ ngàng vì bỗng chốc đổi đời. Sự việc này xảy ra vào tháng 3 năm 2018. Một người đàn ông ở Sơn Đông, Trung Quốc cũng đã tình cờ tìm thấy vật thể lạ khi làm việc trên công trường xây dựng tại Thượng Hải. Nhìn bề ngoài vật thể này có vẻ mềm mại, đàn hồi như bánh đúc. Nhìn kỹ hơn, nó hoàn toàn trong suốt với kết cấu như bọt biển. Sau khi đem vật thể này cho chuyên gia giám định, kết quả cho thấy đây là nguồn dược liệu quý, được gọi là thiên nhiên thái tuế hay thịt cỏ linh chi hoang dã nặng hơn 3 kg. Theo chuyên gia phỏng đoán, vật thể này có giá lên tới 9 triệu nhân dân tệ, khoảng 31 tỷ đồng. Sử sách Trung Quốc chép rằng, Thiên nhiên thái tuế từng được Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa tìm kiếm khắp nơi vì tin rằng thứ này có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều người đã tìm đến nhà người đàn ông để hỏi mua, có người trả giá một lạng giá 3.000 tệ, hơn 10 triệu đồng, nhưng người đàn ông này chưa muốn bán. Thưa quý vị, trong lúc lập bản đồ môi trường sống nước sâu chưa được khám phá gần bang Alaska, các nhà khoa học thuộc cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ NOAA đã tìm thấy vật thể giống như quả trứng màu vàng. Họ dùng thiết bị chọc vào và thấy nó mềm hơn vẻ bề ngoài. Hiện các nhà khoa học biển vẫn chưa biết vật này là gì. Người ta suy đoán rằng nó có thể là vỏ trứng của một sinh vật biển bí ẩn. Quả trứng vàng lạ lùng đã được các nhà khoa học phát hiện ở đáy Thái Bình Dương các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra một mẫu vật hình vòm bí ẩn nằm sâu dưới đáy biển của Alaska, nhưng không ai biết đó là gì. Các nhà nghiên cứu đại dương đã sử dụng phương tiện khảo sát từ xa vào tuần trước khi phát hiện ra một vật lạ lùng trên đá nằm ở độ sâu hơn 3.300 mét bên dưới vịnh Alaska. Một trong các máy quay phim trên tàu đã ghi lại vật thể trông giống như một chiếc mũ vàng này. Báo The Garden dẫn lời các nhà khoa học của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA cho rằng Quả trứng vàng kể trên có thể là vỏ trứng đã nở hoặc một miếng bọt biển. Vật thể kỳ lạ dưới đáy biển có đường kính hơn 10cm và có một chỗ rách nhỏ. NOAA tiết lộ, khi camera tiến gần, các nhà khoa học đã bối rối trong việc xác định nó là gì, với suy nghĩ ban đầu rằng đó có thể là phần còn lại của bọt biển đã chết, san hô hoặc vỏ trứng. Hình ảnh chụp từ đáy đại dương cho thấy quả trứng có màu vàng, nhưng được cho là do sự phản chiếu từ đèn của tàu ngầm. Với hình ảnh tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích, mẫu vật này được gọi là quả cầu vàng hoặc một quả trứng vàng. Theo NOAA, trong khi đã thu thập quả cầu vàng này và đưa nó lên tàu thì vẫn chưa thể xác định nguồn gốc sinh học của nó. Hiện vẫn chưa rõ quả cầu vàng này có liên hệ với một loài đã được xác định hay là một loài mới, hoặc là một giai đoạn sinh trưởng mà chúng ta chưa biết của một loài vật đang tồn tại. Chuyên gia Candio nhận định các loài mới có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới để làm liệu pháp chữa bệnh, vaccine, thực phẩm hoặc các lợi ích xã hội khác. Dữ liệu và thông tin thu thập được trong chuyến thám hiểm này sẽ giúp chúng ta thu hẹp khoảng trống trong hiểu biết về hành tinh để quản lý và bảo vệ nó tốt hơn. Trong khi các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ cung cấp thông tin mới, thì họ không biết quả trứng vàng này là gì. Cũng là một phát hiện độc đáo khác, tại Italy, các nhà khảo cổ học đã phát hiện tàn tích của một con rùa mang thai đang tìm nơi ẩn náu trong đống đổ nát của ngôi nhà khi núi lửa phun trào. Hôm 24 tháng 6 năm 2022, các quan chức cho biết con rùa Herman dài 14cm và quả trứng còn nguyên trong bụng được phát hiện trong quá trình khai cuột một địa điểm bị động đất phá hủy của thành phố cổ đại Pompei gần 2.000 năm trước. Các nhà khảo cổ cho rằng con rùa là một loài phổ biến ở khu vực Nam Âu và nó đang tìm cách trú ẩn trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị hư hại do trận động đất trước đó. Ông Gabriel Zuchigen, giám đốc công viện khảo cổ Pompei cho biết việc con vật vẫn còn chứng cho thấy nó đã chết trước khi tìm được một nơi an toàn, thuận lợi để đẻ. Pompei là một thành phố sầm uất bên bờ địa trung hải của La Mã. Thành phố này đã bị phá hủy sau vụ phun trào núi lửa vào năm 79 sau công nguyên. Hiện tại đây là một di chỉ khảo cổ nổi tiếng của Italy. Quá trình tìm được con rùa trên nằm trong đợt khai quật khu vực nhà tắm Stabian của Pompei. Công trình khai quật này đang được thực hiện bởi Đại học Tự do Berlin, Đại học Napoli Air Orient Table và Đại học Oxford phối hợp cùng với di chỉ khảo cổ Pompei. Câu chuyện về quả trứng vàng bí ẩn và rùa cổ đại với quả trứng 2.000 năm tuổi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.